Bình Ngô Đại Cáo Tác giả Nguyễn Trãi Dịch thơ Ngô Tất Tố Thay trời hành hóa, Hoàng thượng chiếu rằng Từng nghe Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu nước non bờ cõi đã chia phong tục bắc nam cũng khác từ triệu đinh lý trần bao đời xây nền độc lập cùng hán đường tống nguyên mỗi bên hùng cứ một phương tuy mạnh yếu có lúc khác nhau song hào kiệt thời nào cũng có vậy nên lưu cung tham công nên thất bại triệu tiết thích lớn phải tiêu vong cửa hàm tử bắt sống to đô sông bạch đằng giết tươi ô mã việc xưa xem xét chứng cứ còn kia vừa rồi nhân họa hồ chính sự phiền hà để trong nước lòng dân oán hận quân cuồng minh thừa cơ gây loạn bọn gian tà còn bán nước cầu vinh nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế gây thù kết oán trải mấy mươi năm bãi nhân nghĩa nát cả đất trời nặng thuế khóa sạch không đầm núi người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc ngán thay cá mập thường luồng kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng khốn nổi rừng sâu nước độc vét sản vật bắt giò chim sả chốn chốn lưới giăng. Nhiều nhân dân bắt bẫy hưu đen nơi nơi cạm đặt tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ Nhau nhóc thay kẻ gó bụa khốn cùng thằng há miệng đứa nhe răng máu mỡ bấy no nê chưa chán nay xây nhà mai đắp đất chân tay nào phục dịch cho vừa nặng nề những nỗi phu phen tan tác cả nghề canh cưỡi độc ác thay Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình, ngẫm thù lớn há đội trời chung, căm giặc nước thề không cùng sống. Đau lòng nhức ốc, chốc đà mười mấy năm trời, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối, quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tin ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đáng đo càng kỹ những trằn trọc trong cơn mộng mị chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi vừa khi cờ nghĩa dấy lên chính lúc quân thù đang mạnh lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm nhân tài như lá mùa thu việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần nơi duy ác hiếm người bàn bạc tấm lòng cứu nước vẫn đâm đâm, muốn tiến về đông cổ xe cầu hiền thường chăm chấm còn dành phía tả thế mà trong người người càng vắng bóng mịt mù như nhìn chốn bể khơi tự ta ta phải dốc lòng vội vã hơn cứu người chết đói phần vì giận quân thù ngăn dọc phần vì lo vận nước khó khăn khi linh sơn lương hết mấy tuần lúc khôi huyện quân không một đội trời thứ lòng trao cho mệnh lớn ta gắn trí khắc phục gian nan nhân dân bốn cõi một nhà những cần trúc ngọn cờ phấp phới tướng sĩ một lòng phụ tử hòa nước sông chén rượu ngọt ngào thế trận xuất kỳ lấy yếu chống mạnh dùng quân mai phục lấy ít địch nhiều trọn hay đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Trận bồ đằng sấm vang chấp giật, miền trà lân trúc trẻ cho bay. Sĩ khí đã hăng quân thanh càng mạnh, trần trí sơn thọ, nghe hơi mà mất vía. Lý An phương chính, nín thở cầu thoát thân. Thừa thắng đuổi dài, tây kinh quân ta chiếm lại. Tuyển binh tiến đánh, đông đô đồ đất cũ thu về. Ninh Kiều máu chảy thành sông tanh hôi vạn dậm tùy động thây chất đầy nội như để ngàn năm phúc tâm quân giặc trần hiệp đã phải bêu đầu một gian kẻ thù lý lượng cũng đành bỏ mạng vương thông gỡ thế nguy mà đám lửa cháy lại càng cháy mà anh cứu trận đánh mà quân ta hăng lại càng hăng bó tay để đợi bại vong giặc đã trí cùng lực kiệt chẳng đánh mà người chịu khuất ta đây mưu phạt tâm công tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ. Ngờ đâu vẫn đương mưu tính, lại còn chút tội gây oan. Giữ ý kiến một người, gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác. Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian. Bởi thế, thằng giải con tuyên đức động binh không ngừng. Độ nhúc nhát thành thăng đem dầu chữa cháy. Đinh mùi tháng 9, liễu thăng đêm binh từ khâu ôn kéo lại. Năm ấy tháng 10, một thành chia đường từ Vân Nam tiến sang ta trước đã điều binh thủ hiểm chặt mũi tiên phong sâu lại sai tướng chặn đường tuyệt nguồn lương thực ngày 10 tháng 8 Trần chi lăng liễu thăng thất thế ngày 20 trận mã yên liễu thăng cục đầu ngày 25 bá tước lương minh đại bại tử vong ngày 28 thượng thư lý khánh cùng kế tự vẫn thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá bí nước giặt quay mũi giáo đánh nhau lại thêm quân bốn mặt vây thành hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc sĩ tốt kén người hùng hổ, bệ tôi chọn kẻ vuốt nanh, gươm mài đá đá núi cũng mòn, vói uống nước, nước sông phải cạn, đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông, cơn gió to trúc sạch lá khô, tổ kiến hỏng sụp toan đi vỡ, đô đốc thôi tụ ly gối dân tờ tạ tội, thượng thư hoàng phúc trói tay để tự xin hàng, lạng giang lạng sơn tới chất đầy đường, xương giang bình thang máu trôi đỏ nước, ghi gớm thay, sắc vân vân phải đổi, thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ. Bị ta chặn ở ly hoa, quân vân nam nghi ngờ khiếp vía mà vỡ mật, nghe thăng thua ở cần trạm, quân mộc thành xéo lên nhau, chạy để thoát thân. Suối lạnh câu máu chảy thành sông, nước sông nghẹn ngào tiếng khóc, thành đang xá thây chất thành núi, có nội đầm đìa máu đen. Cứu binh hai đạo tăng tành quay gót chẳng kịp, quân giặc các thành khốn đốn cởi giáp ra hàng tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng thần vũ chẳng giết hại thế lòng trời ta mở đường hiếu sinh mã kỳ phương chính cấp cho 500 chiếc thuyền ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc vương thông mã anh phát cho vài nghìn cổ ngựa về đến nước mà vẫn tim đập chân rung họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng ta lấy toàn quân là hơn để nhân dân nghĩ sức chẳng những mưu kế kỳ diệu cũng là chưa thấy xưa nay Xã tắc từ đây vững bền Giang sơn từ đây đổi mới Càng khôn bỉ rồi lại thái Nhật nguyệt hối rồi lại minh Ngàn năm vết nhục nhã sạch lầu Muôn thuở nền thái bình vững chắc Âu cũng nhờ trời đất tổ tông Linh thiên đã lặng thầm phù trợ Thang ôi Một cổ nhung y chiến thắng Nên công oanh liệt ngàn năm Bốn phương biển cả thanh bình Ban chiếu duy tân khắp chốn Xa gần bá cáo ai nấy đều hay